Hello, mình xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ những cái trang bị mà khắc chế vị tướng Velez. Thì khi chơi á, mọi người để ý, vị tướng Velez là một vị tướng đánh rất là trâu, đi đường tà thằng rất là trâu luôn mọi người. Thì mọi người muốn khắc chế được vị tướng này á, thì mình sẽ có những cái trang bị và những cái vị tướng để mà khắc chế vị tướng này tốt nha. Thì cái chiêu cuối của vị tướng Velez á là sẽ gây ra sát thương chuẩn á mọi người. Nên là mọi người chơi á, mọi người sẽ lên những cái trang bị như sau. Tuy á, cái chiêu cuối là sát thương chuẩn, nhưng mà cái nguồn sát thương chủ yếu của vị tướng này á, đó chính là sát thương vật lý. Thì mọi người muốn khắc chế vị tướng này thì mọi người phải lên cho mình á, nếu là đấu sĩ hay là đá đòn á, thì mình sẽ lên cái khắc khiên tất kèn và cái khiên huyền thoại nha. Hai cái khiên này rất là quan trọng, nó sẽ làm giảm cái tốc đánh của vị tướng này rất là nhiều, giảm cực kỳ là nhiều nha mọi người. Và vị tướng Vegas này á, thì cái lượng hồi máu á, nó rất là nhiều, nên là mọi người á, nếu mà đấu sĩ nha, thì mình sẽ lên cái đao chi hồn. Còn pháp sư á, thì mọi người lên cho mình là cái sách chi hồn nha. Thì đây là cái trang bị mà dành khắc chế vị tướng Vegas. Nếu mà vị tướng này lên full full đam sát thương á, còn trường hợp mà nếu mà lên theo kiểu full tăng á mọi người, full tăng á nha, thì mọi người hãy lên cho mình cái trang bị như sau nha. Đao chi hồn và sách chi hồn thì mình phải lên rồi. Còn trang bị mà khi VGS lên full tăng á thì mình sẽ lên những cái món này nè, món công á mọi người. Cây thương Longinus là cái thứ nhất nè nha. Kiếm Mugasa nè. Thương xuyên phá nè. Thì ba cây này thì sẽ thường là dùng cho đấu sĩ nha. AD thì mình sẽ dùng cái kiếm Mugasa sẽ thích hợp hơn. Còn đối với vị tướng phép á thì mình sẽ lên là một cái á, là Thiên Tâm Lệnh và một cái là Trượng Hổ Mang. Đó là hai cái này. Thì dành cho VS khi mà dùng, nếu mà gặp vị tướng này á, nó dùng những cái trang bị mà full tăng á mọi người, thì mình lên cái này để mà khắc chế đó nha. Còn muốn khắc chế vị tướng mà Velez á, thì mọi người khi chơi á, mọi người hãy chọn cho mình những vị tướng khi mà nếu gặp VS đi thêm bạn, thì mọi người hãy chọn cho mình, đó chính là vị tướng Gioma, vị tướng Yena, vị tướng Yuka. Đây là ba vị tướng khắc chế vị tướng VS này rất là hiệu quả nha mọi người. Mình sẽ chọn ba vị tướng này nha. Và mọi người đừng nên chọn đi solo với vị tướng này, đó chính là vị tướng Ngộ Không, Mugat hay là Velen. Thì khi mà gặp vị tướng VS này mà nó đi gần á, thì đừng nên chọn ba vị tướng này nha, Ngộ Không, Mugat và Velen. Ba vị tướng này á, khi mà đi gần sẽ bị thiệt thòi rất là nhiều đó. Đây là cái điểm hạn chế khi mà đối đầu với vị tướng này. Thì đây là những cái chia sẻ để mà mọi người có những cái trang bị khắc chế cũng như là lựa chọn những cái vị tướng mà mình chơi tốt hơn nha. Thì đây là cái video ngắn thôi, mình làm để đỡ tốn thời gian của mọi người. Thì qua video này thì mọi người muốn làm về ngọc hay là trang bị của vị tướng nào á thì mọi người cứ comment bên dưới nha, mình sẽ chia sẻ tất cả đến mọi người. Mình xin chào tất cả mọi người nha.